Như chúng ta cũng biết, từ trước năm 2007, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam luôn thấp hơn Ấn Độ. Và trong khoảng hơn một thập kỷ qua, nền kinh tế Ấn Độ cũng luôn tăng trưởng cao hơn Việt Nam, giúp nó lọt vào top đầu châu Á. Vậy nên trước đây người ta thường cho rằng Việt Nam không có cửa để so với nước này. Nhưng rồi, thời thế đã thay đổi. Giờ đây vị trí của hai quốc gia đã bị đảo ngược, khiến ai nấy cũng đều không khỏi bất ngờ khi thu nhập bình quân của Ấn Độ hiện tăng trưởng khá chậm và chỉ bằng 1/2 Việt Nam. Điều này rất dễ dàng được nhìn thấy khi chúng ta quan sát cuộc sống thực tế của người dân tại hai nước hiện giờ. Vậy nên mới đây thì một người dùng trang mạng jihu.com của Trung Quốc đã cho đăng tải topic có tiêu đề "Tại sao Việt Nam phát triển nhanh như vậy?" để tìm hiểu lý do vì sao đất nước hình chữ S lại có sự bứt tốc ngoạn mục trước một Ấn Độ có hàng ngàn lý do để phát triển như sóng thần. Rất nhanh chóng, câu hỏi trên đã được thu hút rất đông đảo những bình luận của cư dân mạng gần xa. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những câu trả lời nổi bật nhất để hiểu rõ hơn về câu chuyện vừa rồi. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày nhé. Vâng, phía dưới câu hỏi được đưa ra thì tác giả Topic đã nói thế này: "Tôi thấy GDP bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay là hơn 4.000 đô la Mỹ, về cơ bản thì gấp đôi Ấn Độ. Tôi nhớ không lầm là cách đây không lâu thì con số này ở Ấn Độ và Việt Nam gần như giống nhau. Tại sao Việt Nam lại phát triển nhanh thần kỳ như vậy?" Vâng, đứng trước câu hỏi trên có rất nhiều câu trả lời được hồi đáp và đáng chú ý nhất chính là quan điểm cho rằng vì Việt Nam bắt chước Trung Quốc nên mới có được thành tựu đáng tự hào nêu trên. Chẳng hạn như một bạn đọc có tên nickname là Rất Thất Vọng về thế giới viết thế này: "Bởi vì Việt Nam sử dụng mô hình kiểu của Trung Quốc, một người mẫu điển hình của Trung Quốc." Đồng ý với quan điểm trên thì cư dân mạng có tên là Ánh Sáng và Bóng Tối tiếp lời: "Vì Việt Nam là một tiểu Trung Quốc khác, họ đã sao chép mô hình Trung Quốc trong mọi việc và có lẽ bạn chắc chắn không muốn nghe câu trả lời này đâu nhỉ. Còn nếu nói cách khác thì Việt Nam cũng nằm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản nên phát triển rất nhanh, bạn nghĩ sao?" Nghe qua khẩu khí của các cư dân mạng vừa rồi, nhiều người nhanh chóng nhận ra rằng họ hầu hết đều là người Trung Quốc, luôn có tư tưởng nước lớn trước Việt Nam. Họ dùng một thái độ bỡn cợt để nói về thành tựu của Việt Nam, giống như thể là đất nước hình chữ S đang đánh cắp chất xám của nước mình để đưa nền kinh tế nước nhà đi lên tầm cao mới vậy. Vâng, quả thật là chúng ta không thể phủ nhận rằng là Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia láng giềng có đường biên giới tiếp giáp nhau. Việt Nam cả trong quá khứ lẫn hiện tại đã chịu nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc cùng với hàng ngàn năm Bắc thuộc, đồng hóa. Hơn nữa, Việt Nam cũng giống như Trung Quốc đang theo đuổi chế độ chủ nghĩa xã hội với Đảng Cộng sản lãnh đạo duy nhất. Nhưng không thể vì thế mà cư dân mạng nước này có thể nói Việt Nam hoàn toàn sao chép mô hình phát triển kinh tế của nước mình được. Bởi vì chúng ta nên biết rằng Việt Nam và Trung Quốc có sự khác biệt lớn về quy mô dân số, đặc điểm dân cư và nhất là sự lãnh đạo hiệu quả của những người đứng đầu đất nước. Cụ thể hơn là cùng với dân số đông, Trung Quốc có sức hút lớn về thị trường và nguồn lao động, cả lành nghề lẫn phổ thông. Thời kỳ phát triển hòa bình lâu dài của Trung Quốc cũng khiến cho hệ thống chính trị của họ ít phải quan tâm tới di sản chiến tranh và tập trung hơn vào việc phát triển đất nước. Còn trong khi đó, Việt Nam có dân số ít hơn, gánh nặng dân số nhẹ nhàng hơn, giúp khả năng tổ chức nguồn lao động trở nên nhanh nhẹn hơn. Và bên cạnh đó thì Việt Nam còn có một lợi thế lớn là người đến sau nên có thể nghiên cứu chuyên sâu và rút ra nhiều kinh nghiệm vàng từ những cải cách của Trung Quốc để phòng tránh có những sai lầm cho mình. Điều này đã giúp chính phủ Việt Nam có được tầm nhìn rộng mở. Nhờ vậy mà khả năng tổ chức kinh tế và lãnh đạo của những người đứng đầu nhà nước Việt Nam cũng được đảm bảo hiệu quả hơn rất nhiều so với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Vậy nên có thể nói là nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế có sự đổi mới không ngừng nên rất phù hợp với thời đại. Việt Nam không đi theo mô hình kinh tế kiểu dập khuôn của Trung Quốc mà sự sáng tạo riêng để phù hợp với điều kiện phát triển của nước nhà. Thiết nghĩ các cư dân mạng đưa ra những bình luận thiếu thiển cận nêu trên nên bớt vênh váo và tự hào thái quá về đất nước của mình. Thay vào đó, các bạn nên mở rộng tầm nhìn, giống như là anh bạn này. Đúng là trước năm 2007, GDP bình quân đầu người của Ấn Độ vẫn cao hơn Việt Nam với 1.028 đô la Mỹ so với 906 đô la Mỹ. Nhưng từ năm 2008, khi Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì Việt Nam hầu như rất ít bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái này. Nhờ vậy mà Việt Nam đã bắt đầu vượt qua Ấn Độ và duy trì nó cho đến tận bây giờ. Nhưng chúng ta cần biết rằng, mặc dù GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ từ năm 2009, nhưng sự chênh lệch đó không lớn và gần như chỉ ở mức tương đương. Cho đến năm 2011, khi mà Ấn Độ trải qua một đợt khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng khác, thì Việt Nam mới nới rộng được khoảng cách. Và điều này tiếp tục lặp lại vào năm 2021 khi mà kinh tế Ấn Độ
gặp khủng hoảng trước đại dịch COVID-19 và đạt mức tăng trưởng âm đến 8,2%, trong khi Việt Nam lại bị ảnh hưởng nhẹ hơn rất nhiều. Theo đó, nền kinh tế Việt Nam chỉ phát triển chậm lại và vẫn tăng trưởng dương ở mức là 2,91%. Nó tiếp tục giúp Việt Nam gia tăng khoảng cách đáng kể với nước bạn của mình. Và kết quả là vào năm ngoái, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã đạt hơn 4.100 đô la Mỹ. Còn Ấn Độ chỉ đạt 2.400 đô la Mỹ mà thôi. Nó cho thấy thu nhập bình quân của Việt Nam đã cao gần gấp đôi Ấn Độ hiện giờ. Chính vì vậy có thể nói là nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng thiếu ổn định hơn, cho nên nước này thường rơi vào tình trạng suy thoái theo chu kỳ. Nó đã khiến cho Ấn Độ bị Việt Nam bỏ xa về thu nhập trung bình. Và hiện nay thì Việt Nam rõ ràng là thịnh vượng hơn Ấn Độ rất nhiều. Bởi vì trong khi người Việt Nam hiện có mức sống tốt, sức chi tiêu cao tương đương với Trung Quốc cách đây 10 năm, thì Ấn Độ chỉ tương đương với Trung Quốc cách đây 20 năm. Nghĩa là Việt Nam đã đi trước Ấn Độ ít nhất là 10 năm trời. Hơn nữa là giữa Ấn Độ và Việt Nam còn có sự khác biệt về cơ cấu kinh tế. Đầu tiên là về Việt Nam, trong 3 thập niên qua thì đất nước hình chữ S đã tập trung xây dựng kinh tế dựa trên quá trình công nghiệp hóa, trong đó ưu tiên vào sản xuất với định hướng xuất khẩu các sản phẩm trong nước ra nước ngoài, song song với quá trình dịch chuyển hoạt động sản xuất liên tục. Và nếu như trước năm 2007, Việt Nam vẫn là một quốc gia xuất khẩu chủ yếu các sản phẩm công nghệ cấp thấp như là dệt may, giày dép với kim ngạch xuất khẩu hàng năm dưới 48 tỷ đô la Mỹ, thì đến năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã đạt 371,9 tỷ đô la Mỹ với các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là hàng máy móc, thiết bị điện tử và linh kiện cao cấp hơn. Và cũng trong năm này, chỉ tính riêng các thiết bị điện tử và linh kiện cao cấp, nó đã chiếm đến hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của đất nước hình chữ S. Còn trong khi đó, xuất khẩu của Ấn Độ đã đạt 155 tỷ đô la Mỹ, gấp 3 lần Việt Nam vào năm 2007. Nhưng mà cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ gần như đã không thay đổi trong 10 năm qua, với các sản phẩm chính vẫn là hàng điện tử, dệt may và khoáng sản thô. Nó cho thấy là trình độ công nghiệp không hề tiến bộ của quốc gia đông dân này. Và lý do thứ ba khiến Việt Nam bỏ xa Ấn Độ là vì đất nước hình chữ S hiện đã bắt kịp và thậm chí là đã vượt qua nước bạn về công nghệ 5G. Vì thực tế cho thấy, chính sự hạn chế trong việc nâng cấp công nghệ đã cản trở sự tăng trưởng ổn định trong dài hạn của Ấn Độ. Kéo theo đó là tình trạng thâm hụt thương mại lớn khiến họ không có thu nhập bền vững từ xuất khẩu để đầu tư cơ sở hạ tầng. Vậy nên Ấn Độ luôn phải vay tiền để xây dựng các thứ làm gia tăng gánh nặng nợ nần. Cứ cách vài năm khi nợ công vượt ngưỡng không thể vay mượn thêm được nữa thì Ấn Độ lại xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài. Theo đó, GDP của họ lại tăng trưởng chậm chạp hoặc tăng trưởng âm trong một vài năm trước khi trở lại mức tăng trưởng cao nhờ bù lỗ đầu tư trong nước. Nhưng cho dù có nhận ra điểm yếu của mình thì giới lãnh đạo Ấn Độ vẫn không hề thay đổi cơ cấu kinh tế trong suốt 3 năm qua để phục hồi tăng trưởng ngay tức thì. Đây chính là nguyên nhân thứ tư dẫn đến sự tụt hậu của quốc gia này. Ngoài ra, khi mà tình trạng thâm hụt thương mại lớn diễn ra tại Ấn Độ, nó sẽ khiến cho đồng nội tệ của nước nhà giảm giá mạnh. Vậy nên, nếu tính tăng trưởng GDP theo đồng nội tệ thì dĩ nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ khá tốt. Nhưng khi quy đổi ra đô la Mỹ thì nó thường tăng trưởng thấp hơn thực tế rất nhiều. Ngược lại, do Việt Nam xuất khẩu mạnh, xuất siêu lớn nên tăng trưởng GDP theo đô la Mỹ của Việt Nam luôn cao hơn so với Ấn Độ. Một nguyên nhân khác khiến cho GDP bình quân đầu người của Anh Ấn tăng trưởng chậm hơn Việt Nam gấp mấy lần. Và nguyên nhân cuối cùng đó là vì tốc độ tăng trưởng dân số của Ấn Độ hiện cao hơn kha khá so với Việt Nam. Bởi vì tỷ lệ sinh tại Ấn Độ hiện nay là 2,63 trẻ em trên một phụ nữ, còn Việt Nam chỉ có 1,94 mà thôi. Nó khiến cho mức tăng trưởng kinh tế của quốc gia đông dân bị đánh giá thấp hơn Việt Nam khi mà chia tổng thu nhập cho tổng dân số nước này. Và đây là mối quan hệ tương quan giữa tổng khối lượng và thu nhập bình quân đầu người. Quả thật là những gì mà anh bạn trên vừa nói là hoàn toàn không sai. Ấn Độ đã và đang phải mắc rất nhiều sai lầm nghiêm trọng khiến cho nền kinh tế quốc gia bị giảm tốc không phanh. Còn trong khi đó, Việt Nam đang tận dụng rất tốt các thế mạnh của riêng mình để phát triển nền kinh tế mở cửa một cách toàn diện. Và điều này giúp cho chính phủ Việt Nam gia tăng thu nhập và cả mức sống cho người dân nước mình. Thiết nghĩ là Ấn Độ nên học hỏi những cái hay, cái tốt của Việt Nam đi để thoát khỏi tình cảnh như hiện tại. Còn Việt Nam thì cũng nên tự đánh giá lại chính mình để tìm ra những khuyết điểm, những hạn chế và khắc phục ngay nếu muốn phát triển hơn nữa trong một tương lai gần.
Các bạn thân mến, vừa qua thông tin xưởng sản xuất Trung Quốc của Apple chuyển khoản đầu tư 300 triệu đô la từ Ấn Độ sang Việt Nam đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Quả thật đối với Việt Nam, đây là một thông tin vô cùng tốt lành, nhưng còn về phía Ấn Độ thì nó chẳng khác gì một cú tát trời giáng bổ thẳng vào mặt chính phủ nước này, khiến cho họ phải tức điên hết cả đầu. Vậy các bạn có biết lý do gì mà công ty sản xuất phụ kiện thành phẩm Apple tại Trung Quốc lại đưa ra quyết định bất ngờ này hay không? Đáp án sẽ được chúng tôi mang đến trong video clip ngày hôm nay. Xin mời các bạn hãy cùng xem qua sau khi mà nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày nhé. Mới đây thì vào ngày 19 tháng 11 năm 2023, trang tin Global Times đã cho đăng tải một bài viết rất đáng chú ý có tiêu đề Nhà sản xuất Trung Quốc của Apple được cho là đã chuyển đầu tư từ Ấn Độ sang Việt Nam. Chuyên gia cho rằng nó có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của Apple. Theo đó, thì bài đăng trên Global Times đã mang đến một thông tin vô cùng sốt dẻo, khiến ai nấy cũng đều phải ngỡ ngàng, đồng thời giải thích rõ lý do vì sao chủ đầu tư lại đưa ra quyết định táo bạo này. Chi tiết như sau. Luxshare, một trong những nhà sản xuất linh kiện và thành phẩm lớn nhất Trung Quốc trong chuỗi cung ứng Apple đang chuyển khoản đầu tư mới từ Ấn Độ sang Việt Nam, nơi họ không thể mở rộng hoạt động kinh doanh mạnh mẽ. Cụ thể hơn là, theo hãng truyền thông Ấn Độ Business Standard đưa tin hôm thứ Năm, thì sau nhiều nỗ lực mở rộng hoạt động không thành công tại Ấn Độ, trong gần 3 năm qua, Luxshare đã quyết định chuyển khoản đầu tư mới, trị giá 330 triệu đô la sang Bắc Giang, Việt Nam. Giấy phép đầu tư đã được chính phủ Việt Nam thông qua vào tuần trước, nâng tổng vốn đầu tư của công ty này vào Việt Nam lên con số là 504 triệu đô la chỉ trong năm này. Tại đây, công ty công nghệ Trung Quốc sẽ sản xuất nhiều sản phẩm đa dạng, từ cáp sạc cho đến điện thoại thông minh và thiết bị liên lạc, đến điện thoại cảm ứng và đồng hồ thông minh trong nước. Nếu như với Việt Nam, đây là một thông tin vô cùng tốt lành, thì đối với Ấn Độ, đây lại là một tin tức xấu khiến cho họ chịu thiệt hại lớn về kinh tế, thậm chí là còn bị bẽ mặt trước đông đảo bạn bè. Bởi vì khi tin tức trên lan truyền, nó đã làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng Apple tại Ấn Độ và làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư khác tại thị trường Nam Á. Nó khiến cho rất nhiều nhà đầu tư đang có ý định nối gót theo Luxshare rút vốn khỏi quốc gia này. Có lẽ nhiều bạn sau khi qua thông tin trên sẽ vội vàng trách cứ công ty Trung Quốc rằng họ là kẻ rất chi là bội tín khi trước đó từng hứa hẹn đầu tư vào Ấn Độ đủ kiểu nhưng mà chưa gì đã vội vã quay xe. Nó giống hệt như trường hợp của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD, một doanh nghiệp khác cũng đã từ bỏ kế hoạch đầu tư 1 tỷ đô la mới cho xưởng chế tạo ô tô điện tại Ấn Độ để mở rộng sản xuất tại Việt Nam trong tương lai gần. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có lý do của nó và câu chuyện trên cũng thế. Sở dĩ Luxshare rút vốn ra khỏi Ấn Độ là vì các chuyên gia Trung Quốc cho biết việc rút lui của Luxshare Precision phản ánh một quyết định kiên quyết sau khi công ty Trung Quốc đối mặt với vô số thách thức trong suốt nhiều năm hoạt động tại Ấn Độ, nhất là khi nhiều động thái của chính phủ Ấn Độ cho thấy họ đang nhắm thẳng vào các công ty nước ngoài. Ví dụ như chuyện cảnh sát Ấn Độ cáo buộc các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc là Xiaomi và Vivo đã giúp cho một cổng thông tin đang bị điều tra tội danh truyền bá các thông tin tuyên truyền của Trung Quốc chuyển tiền bất hợp pháp. Mặc dù các công ty Trung Quốc cực lực phủ nhận cáo buộc đó, nhưng giới chức Ấn Độ vẫn chưa cho thấy được một thái độ nhún nhường gì. Thậm chí là Ấn Độ còn đi xa tới mức can thiệp vào cả chuyện bổ nhiệm giám đốc điều hành cấp cao của các công ty Trung Quốc và hạn chế cấp thị thực cho nhân viên Hoa Lục, cùng nhiều hành động khác. Chúng được Ấn Độ thực hiện nhằm mục đích tăng cường giám sát các doanh nghiệp nước này để tránh các hệ lụy khôn lường. Theo đó, nhiều cuộc thanh tra, điều tra và hạn chế nhân sự được Ấn Độ tiến hành tại các công ty Trung Quốc đã liên tục diễn ra như những gì mà chúng ta đã thấy ở nhà máy lắp ráp xe điện BYD. Nó khiến cho xưởng sản xuất BYD không còn xuất hiện bóng dáng của bất kỳ nhân viên Trung Quốc nào, kéo theo đó là môi trường kinh doanh dành cho các công ty Trung Quốc ở Ấn Độ đang ngày càng xấu đi rõ ràng. Tình trạng trên đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường và cả niềm tin của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Ấn Độ. Vậy nên, nhiều công ty Trung Quốc tại đây đang tìm kiếm các giải pháp thay thế, đầu tư khác như rót vốn vào thị trường Việt Nam, Mexico, châu Âu và các khu vực lân cận. Vì theo người trong cuộc cho biết, Ấn Độ không phải là lựa chọn duy nhất để các công ty Trung Quốc mở rộng trên toàn cầu. Và việc lựa chọn các thị trường nêu trên dường như là một quyết định thận trọng hơn trong hoàn cảnh này. Vâng, đến đây thì chúng ta đã rõ lý do vì sao mà ngày càng có nhiều các công ty Trung Quốc như là Luxshare rút khỏi thị trường Ấn Độ. Nó xuất phát từ việc là nước này có cái nhìn không mấy thiện cảm dành cho doanh nghiệp Trung Quốc và từ cả những cái hành động gây cản trở cho quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh của các công ty Hoa Lục trên thị trường. Lý giải cho hành động lạ lùng trên của Ấn Độ, các chuyên gia phân tích Trung Quốc đã nói với tờ Global Times rằng
Sở dĩ Ấn Độ hành động như trên là vì chính phủ nước này có xu hướng khuếch đại tình cảm dân tộc. Nó đi ngược lại cơ chế vận hành các hoạt động kinh doanh thông thường, gây nguy hại cho môi trường đầu tư lâu dài. Hơn nữa, chủ nghĩa bảo hộ của chính phủ Ấn Độ đã đặt ra nhiều rủi ro và thách thức đối với kế hoạch đầy tham vọng của chính đất nước này trong việc trở thành một trung tâm sản xuất lớn. Nó có thể dẫn đến sự hối tiếc khôn nguôi khi khiến cho Ấn Độ đi chệch khỏi các nguyên tắc thương mại thông thường. Quả thật là những gì mà các chuyên gia Trung Quốc vừa nói ở trên là không hề sai. Tại Ấn Độ hiện nay, chính phủ đang có xu hướng thiên vị cho các công ty nội địa khi mà ban hành hàng loạt chính sách đầu tư ưu đãi hết sức hấp dẫn. Nhưng với các công ty nước ngoài như là Trung Quốc thì ngược lại, giới chức trách đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt về đầu tư, giám sát, cấp giấy phép và chuyển rút tiền hai chiều. Nó khiến cho các doanh nghiệp nước ngoài có cảm giác bị bóp nghẹt, bị đối xử bất công so với các công ty nội địa và phải phản ứng lại nước này. Chẳng hạn như đối với trường hợp của BYD, nhà sản xuất ô tô nội địa Trung đã tỏ rõ thái độ bằng cách là ngừng đầu tư thêm 1 tỷ đô la vào Ấn Độ chỉ vì quyết định rót vốn của mình bị chính phủ nước bạn yêu cầu giám sát chặt chẽ. Đây là điều mà các công ty Ấn Độ không bao giờ phải đối mặt khi đổ vốn sản xuất kinh doanh cho mình. Còn trong khi đó thì Việt Nam lại là một quốc gia thân thiện, cởi mở và đối xử rất công bằng đối với các nhà đầu tư trong ngoài nước. Nếu như đối với các công ty nội địa, Việt Nam có nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh tối ưu, thì đối với các công ty nước ngoài, Việt Nam cho ban hành chính sách ưu đãi thuế phí, miễn giảm tiền thuê mướn, sử dụng đất, hỗ trợ cho vay vốn lãi suất thấp và đơn giản hóa các thủ tục hành chính để thời gian cấp phép hoạt động không kéo dài. Thêm vào đó, chính phủ Việt Nam còn công nhận bảo hộ tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và quyền lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trên toàn lãnh thổ nước mình. Nó được xem như là một lời cam kết mà Hà Nội dành cho các doanh nghiệp ngoài nước khi mà họ đã và đang mang đến những lợi ích kinh tế rất lớn cho nước mình. Ngoài ra thì Việt Nam còn có một môi trường kinh doanh an toàn, ổn định nhờ chế độ chính trị ôn hòa được lòng dân chúng. Hầu như tại Việt Nam rất hiếm khi xảy ra các cuộc biểu tình vũ trang hay những cuộc đảo chính giống như là Ấn Độ và nhiều quốc gia khác trên toàn cầu. Chính điều này đã tạo nên sự an tâm lớn cho các nhà đầu tư Trung Quốc nói riêng và tất cả các nhà đầu tư khác trên thế giới nói chung, và đồng thời giúp cho Việt Nam tăng cường được năng lực cạnh tranh của mình so với Ấn Độ và các đối thủ nặng ký khác trong ngoài vùng. Nói tóm lại, chuyện tập đoàn Luxshare rút vốn đầu tư khỏi Ấn Độ để chuyển sang Việt Nam là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy quốc gia này đã không còn là lựa chọn lý tưởng cho các công ty Trung Quốc nữa. Vậy nên nếu Ấn Độ không thay đổi chính sách bảo hộ khắt khe và thay đổi cả cái nhìn phiến diện của mình dành cho các công ty nước ngoài thì sẽ ngày càng có nhiều những cái tên lớn khác rời khỏi nơi này. Lúc đó thì Việt Nam sẽ trở thành lựa chọn thay thế lý tưởng cho bạn Ấn, khiến chính phủ nước này phải hối tiếc vô cùng.